Bốn cách quán tưởng khởi sinh sự rõ biết. Phép quán này thành tựu thì rõ biết sâu xa rằng bản thân ta với người khác đều có đủ những điều xấu xa ô uế. Đây là pháp môn phương tiện áp dụng ngay trong hoàn cảnh hàng ngày để phá trừ tham dục. Tâm tham dục của phàm phu vốn thay đổi khác nhau từ đời này sang đời khác. Đời trước sinh làm thân nữ, nhìn thấy người nam liền khởi tâm tham muốn. Đời này sinh làm thân nam, lại khởi tâm tham muốn thân thể người nữ. Nếu trong mỗi hoàn cảnh như thế, đều có sự nhận biết rõ ràng bản chất ô uế của thân thể nam nữ, thì tâm tham ái không thể dựa vào đâu để sinh khởi. Phần thứ nhất, quán tưởng lúc ngủ vừa thức dậy, khởi sinh sự rõ biết. Trải qua một giấc ngủ, ngay khi vừa tỉnh giấc, nằm yên lặng lẽ tĩnh tâm quán tưởng, vào lúc hai mắt vừa mở ra lờ mờ chưa nhìn rõ, còn chưa rửa mặt. Khi ấy, trong miệng chứa đầy nước bọt qua đêm hôi hám, lưỡi thì bám đầy những bợn vàng cáo bẩn, thật hết sức nhơ nhớp. Liền quán niệm rằng, cho dù là bậc tuyệt thế giai nhân, mỹ miều kiều diễm, môi thắm miệng xinh, nhưng vào lúc vừa thức giấc qua đêm, chưa tô son điểm phấn, tất nhiên trong miệng cũng hôi hám, nhơ nhớp không khác gì ta. Phần thứ hai, quán tưởng sau khi say rượu, khởi sinh sự rõ biết. Tĩnh tâm quán tưởng như lúc ban đêm uống rượu quá chén, say đến nỗi ruột gan đảo lộn, vừa sáng ra liền nôn mửa đầy nhà, khắp mặt đất đều là những thứ đã ăn vào chưa tiêu hóa hết. Chó đói vừa đến ngửi vào, cũng chịu không nổi, phải vẫy đuôi chạy mất không ăn. Thật là hôi hám nhơ nhớp, không thể nói hết, liền quán niệm rằng, cho dù là người đẹp thùy mị, ăn uống nết na dịu dàng, nhưng lúc trải qua tiệc rượu linh đình rồi, thì trong bụng cũng chứa đầy những thứ thức ăn chưa tiêu hóa như ta đã nôn ra, không khác. Phần thứ ba, quán tưởng vào lúc có bệnh, khởi sinh sự rõ biết. Tĩnh tâm quán tưởng, lúc trải qua cơn bệnh nặng, vừa mới khỏi, gầy ốm đen sạm, hình dung khô tóp xấu xí, ví như lại bị những chứng ung nhọt, ghẻ chóc, máu mủ cùng rỉ chảy, hôi hám, khiến người ta chẳng dám đến gần, liền quán niệm rằng, cho dù là bậc quốc sắc thiên hương, hoặc thiếu nữ diễm kiều, nếu như gặp lúc trải qua cơn bệnh nặng, thì thân thể hình trạng cũng sẽ gầy còm xấu xí như ta không khác. Phần thứ tư, quán tưởng hố xí, khởi sinh sự rõ biết. Tĩnh tâm quán tưởng như trong hố xí kia, tích tụ đầy những phẫn và nước tiểu, dòi trắng nhặn xanh thường tụ tập trong đó, thật hôi hám ô uế không thể nói hết, liền quán niệm rằng, cho dù là mỹ nhân kiều diễm muôn phần, thân thể thường tắm gội, xoa hoa ướp hương thơm ngát, nhưng một khi ăn uống vào bụng rồi, cũng phải tiêu hóa ra thành những thứ như trong hố xí kia, không thể khác được. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.